3 phương pháp đổi biển số trong một chuyên đề về tích phân. Phân lý thuyết giả sử tính y bằng tích phân điện A được b của gx dx, trong đó hàm gx được biểu dễ dàng f ux nhân u phẩy t, thì ta có tích phân điện A được b của gx dx bằng tích phân điện A được b của f ux nhân u phẩy t và bằng tích phân điện từ ua tới ub của f ud. Thầy Minh Hòa giảng đây với 3 bài tập. Bài thứ nhất, giả sử tất phân đi từ 5 cho đến 21 để x chia cho x căn 2 được cộng 4 được việc dễ dàng a nhân lúc 3 cộng b nhân lúc 5 cộng c nhân lúc 7. Vậy a b là những số tỉ tính t bằng a cộng b cộng c. Bây giờ để tìm hiểu bài toán này thì bây giờ với cái hàm số lấy tất phân, đây là hàm số 1 chia cho 1 chia cho x căn bậc 2 cộng 1, đây là hàm gx. Bây giờ ta sẽ liệt nó dễ dàng là f của u x nhân u phẩy x. Kém quan sát đây có lượng 1 chia căn bậc x cộng 1, căn bậc 2 cộng 1. Như vậy ta nghĩ tới đây là căn x cộng 4 đa hàm. Căn x cộng 4 đa hàm là kết quả là bằng 1 chia cho 2 lần căn x cộng 4. Như vậy ở đây ta phải thêm hàm số 2, còn lại là 1 chia x. Như vậy cái lượng u phẩy ở đây là lượng căn của x cộng 4 đa hàm. Cái phần còn lại này ta sẽ ghi là theo dạng fu, fu x. Một cái cầu bốn thì ta sẽ viết được cái dạng là một kia ta ghi theo thì gọi căn bậc hai của u cộng của x cộng 4. Như vậy căn của x cộng 4 đa hàm, căn x cộng 4 tất cả bình phương trừ 4 trừ 2, căn x cộng 4 bình phương là trừ cho 4. Để em xem lại cái điểm này, đường này là sẽ bằng x. Như vậy ta đã viết hàm số cái x dự dàng, đây chính là f của u x. F của u x ở đây chính là u phẩy x. Như vậy thì mà ta nghĩ phương pháp ta sẽ giải bài toán là phương pháp đổi biển số bằng cách đặt t, đặt u bằng căn bậc hai của x cộng 4. Ta tiến hành lời giải bài toán này. Đặt u bằng căn bậc hai của x cộng 4. Ta bình phai thế để thuận lợi cho công việc tính vi phân. Ta được u bình phương sẽ bằng x cộng 4. Ta suy ra được x là bằng u bình phương trừ 4. Lấy vi phân hai thế ta có được kết quả dx bằng 2 u bình phương đa hàm là 2u, 4 đa hàm bằng 0, 2 u du. Đổi cần căn cũ là căn x chạy từ 5 đến 21. Với x bằng 5 thì ta sẽ được u bằng căn của bậc hai của 5 cộng 1 là căn 9, nhưng mà nó sẽ bằng 3. Với x bằng 21 thì đây là căn của 25 là bằng 5. Căn của 25 là bằng 5. Như vậy ta đưa ta chỉ ghi về việc tính tích phân theo biển số mới là biển u, nhưng mà đi từ cần tương ứng là 3 đến 5. Ta thay vào dx được thay bởi 2 u du, hai hàm số ta ghi ra ngoài u du. X được thay bởi u bình phương trừ 4. Căn x cộng 4 chính là u, như vậy nhân với u là sẽ bằng 2 tích phân đi từ 3 đến 5, 1 chia cho là u bình phương trừ cho 4 để u. Đến lúc này thì hàm f(u) của ta đó là 1 chia u phương trừ 4, nó đã có trong bảng đặt nguyên hàm cơ bản, đó là một nguyên hàm cơ bản. Như vậy ở đây thì ta sẽ có được kết quả như đây, ta có dựa vào công thức bổ trợ này.
đó là 1 chữ x bình phương trừ a bình phương trừ x bằng 1 chữ 2a, lúc này vẽ x trừ a x cộng a bằng c. Ở đây tương ứng với a, ở đây ta áp dụng a bình phương bằng 4, như vậy a sẽ bằng 2, như vậy đây ta sẽ có kết quả là sẽ bằng 1 chia cho 2a và 2 nhân 2 là 4, ở trước có số 2 như vậy là còn lại 1 phần 2 lúc này vẽ của u trừ 2 chia u cộng 2 3 năm. Ta thấy tính vào, thấy nắm vào chúng ta được đây là 3, mẫu là 7, như vậy lúc 3 nên bé 3 trừ lúc nên bé của 7, như vậy lúc nên bé của 3 trừ lúc nên bé của 7 trừ, thay 3 vào chúng ta được đây là 1, dĩ mẫu là 5, như vậy ta sẽ được là lúc của 1 phần 5 trừ lúc 1 phần 5 thì nó sẽ bằng là lúc nên bé của cộng lúc nên bé của 5. Ta sẽ đi lại theo tương ứng với cái hình thức trên thì ta sẽ được kết quả. Ta sẽ đi theo hình thức trên thì ta sẽ được lúc 3, theo thứ tự lúc 3, B lúc 5, C lúc 7, như vậy là lúc nãy 1 phần 2 lúc nãy bé của 3. Còn cho 1 phần 2 lúc nãy bé của 5 trừ cho 1 phần 2 lúc nãy bé của 7. Như vậy tương ứng đó thì ta sẽ tìm được với sự tương ứng này thì tìm được A bằng 1 phần 2, B bằng 1 phần 2, C bằng trừ 1 phần 2. Ta sẽ có được kết quả đặt số cộng B bằng A cộng B cộng C, như vậy nó sẽ bằng A cộng B cộng C, như vậy nó sẽ bằng 1 phần 2. Như vậy đây là một cái bài toán mà ta không nghĩ là chỉ cần bấm máy tính thông thường là ra. Đây là một bài toán mà chống máy tính, nếu kém không dùng được những phương pháp biến đổi mà chỉ dùng dựa trên máy tính thôi thì ta có thể thực hiện được bài toán này. Ngoài ra thầy có thể nói thêm một cái kẽ là ta có thể viết theo việc đơn giản, việc nhanh hơn, làm gọn hơn ở đó bằng cách không đưa ra điểm mới, điểm cũ mà ta gọi là phương pháp vi phân. Việc làm này làm được hay không thì tùy khả năng chế biến của cái kẽ, cái hàm gợi của kẽ. Ta viết lại đi bằng cách là ta viết 5 cho đến 21 2, 1 chữ x nhân với là căn của x cộng 4 đa hàm. Như vậy là sẽ bằng tích phân đi từ 5 cho tới 2 hàm số 2. 1 chữ cộng 1 thì ta sẽ viết theo hàm fu, đó là căn bậc 2 x cộng 1. 1 chữ x thì ta ghi căn bậc 2 x cộng 4 bình phương trừ 4 nhân với căn của x cộng 4 đa hàm. Như vậy nó sẽ bằng 2 tích phân đi từ 5 đến 21 đấy, 25 đến 21, 5 cho tới cần 5 cho đến cần 21. 1 chia cho căn bậc 2 của x bình phương cộng cho 4 trừ 4, tất cả bình phương trừ 4. Và ở đây u phải dx chính là du, như vậy d ở căn bậc 2 của x cộng 4 tất cả. Vì trí này các em xem như vậy ta toán liệu căn bậc 2 cộng 4 là u, như vậy đây là một tích phân theo biến số. Nếu như mà theo phương pháp đổi biến số các em làm trên từ theo các đổi biến số thì các em đặt t bằng đặt u bằng căn x cộng 4, và đây của em cũng ta xem u bằng căn x cộng 4 và ta áp dụng ngay cái công thức đó là công thức này. Như vậy nó đang ở vị trí đây đấy, nó đang ở vị trí đấy, ở đây để đưa ra thì đây. Tiếp theo thầy sẽ minh họa và phương pháp này qua bài giảng số 2. Giả sử tích phân y đi từ cần 1 cho tới cần 2 của hàm x đi chia cho 3 x cộng căn chỉ phương trừ 1 bằng vì cái dạng a cộng b nhân căn 2 cộng c nhân căn 3, với a b c là những số tỉ, ta tính tổng t của a cộng b c. Đây cũng là một bài toán dùng máy tính công tay. Bây giờ với bài toán này thì đa số các em vào thì các em nghĩ rằng là có cái lượng căn nó với hàm số này chưa có trong bảng nghi hàm cơ bản. Các em thấy căn thì các em cứ đặt u bằng căn, nhưng mà quan đại có điều hay hơn ở đây, đó là con sát cái mỏng này, cái mỏng thức đó. Với cái mỏng thức như vậy thì ta sẽ nghĩ đến cái lượng liên hợp.
hãy nhấn từ câu 1 cho đường liên hợp để tách khử trục cắn ở màu. Đó là đường liên hợp của đường cộng và đường trừ. Và ở đây dùng hàm đẳng thức ở màu này chúng ta sẽ biết được ở màu này là sẽ ra đây a cộng b a trừ b, thì nó sẽ ra a bình là 3 x tất cả bình là 9 x bình. Như vậy màu này là 9 x bình, 3 x 9 x bình, 3 x tất cả bình trừ cho 9 x bình phương trừ 1. Như vậy là màu đó là bằng 1. Như vậy là màu này sẽ bằng 1. Như vậy là từ đó chính là x 3 x bình phương trừ cho là x căn bậc 2 của 9 bình phương trừ 1. Như vậy kết quả ta sẽ được là bằng 3 x bình phương trừ cho x căn bậc 2 của 9 x bình phương trừ 1. Với cái việc làm này thì ta đã phân tích hàm số lấy tích phân thành hiệu hai hàm số đơn giản hơn. Bây giờ ta sẽ tiến hành ở vị trí này. Như vậy lời giải tất đó y bằng tích phân đi từ 1 cho tới 2 của 3 x bình phương trừ x căn bậc 2 của 9 x phương trừ 1. Hàm số này đã có trong bảng nguyên hàm. Như vậy ta sẽ sử dụng tính chất hiệu hai tích phân. Như vậy kết quả đây sẽ bằng tích phân đi từ 1 cho đến 2 của 3 x bình phương. Nếu được nhanh thì các em sẽ thấy ngay tính nguyên hàm là của x mũ 3. Ta sẽ ghi ngay lại x mũ 3 và ta sổ trừng vào luôn 1 cho đến 2 trừ cho tích phân đi từ 1 cho tới 2 của x căn bậc 2 của 9 x bình phương từ 1 đến 2. Như vậy là sẽ bằng, ta thay vào như vậy ở đây thì sẽ thay 3 vào, như vậy ta sẽ được là 3, 2 trừ 3 là 8, 2 và 2 trừ 3 là 8 trừ 1. Như vậy là sẽ bằng là 7 trừ đi cái tích phân phía sau đó, đó là tích phân A. Ở đây ta gọi là A. Bây giờ ta sẽ tính A này. Với cái hàm số lấy tích phân ở đây trong tích phân A nó còn chiều căn. Như vậy bây giờ đến lúc này kẻ có thể nếu các em viết lại dễ dàng f của x nhân phải x thì các em xem đây x nhân căn bậc 2 của là 9 x bình phương trừ 1 là sẽ bằng 9 x bình phương trừ 1 nào bằng 9 x bình phương trừ 1 nào bằng thì lượng đáp án này nó sẽ ra là 18x mà trước ta chỉ còn lại một ít thôi, nhưng mà nó sẽ bằng 1 phần 18 của căn bậc 2, 1 phần 18 của căn bậc 2 chỉ x phương trừ 1. Đó, các em xem lại để ta tạo ra lượng u phải x á. Như vậy lượng này là 18x, nhưng mà 1 phần 18 là x. Như vậy rõ ràng rằng với cái cách chuyển hàm gx thành f u nhân phải như thế này thì ta sẽ đặt u ở đây là bằng 9 x bình phương. Như vậy u ở đây là sẽ bằng 9 x bình phương trừ cho 1. Như vậy ở đây các em sẽ đặt, và ở đây ta cũng có thể đặt u bằng căn bậc 2 và 9 x bình phương trừ 1. Ở đây thì sử dụng đặt u bằng căn bậc 2 của 9 x bình phương trừ 1. Các em có thể đặt u bằng 9 x bình phương trừ 1 như này. Tương tự ta tiếp tục bình phương 2 kể lên u bình phương bằng 18 bằng 9 x bình phương trừ 1. Và từ đó ta lấy vi phương 2 kế thì ta sẽ được đây là 2 UDU bằng lên này là 2 UDU bằng 18 x d. Như vậy 2 UDU bằng 18 x d. Một đàn không. Như vậy ta sẽ có được, ta rút ra được x d để ta thay vào đây. Như vậy ta sẽ được x dx bằng 1 phần 9 của UDU.
Hương Ninh. X U. Đối với chân X là từ 1 đến 2. Tức ở chân U X bằng 1 thì ta sẽ được đây là 9 trừ 1 là 8, căn 8 là 2, căn 2. Đối với X bằng 2, 2 phương là 4, 9, 4, 3, 6 trừ 1 là 35, như vậy căn của 35. Cái em phải là xuất hiện cái đường 35, căn 35 nữa. Trong cái dạng đề bài đó, không giả thiết đấy. Ta thay vào thì ta sẽ có thay vào cái điểm mới thì ta sẽ được A bằng. Ở đây ta phải tính A trung gian thôi. Đây đây là A. XD thì được thay bởi 1 phần 9 UDU. Đây là 1 phần 9 UDU. Căn bậc 2 của 9X bình phương trừ 1 phần đó là thành, nhưng mà phần còn lại căn bậc 2 của 9X bình phương trừ 1 thì đã được thay bởi U. Như vậy thì kết quả đây ta sẽ có U bình phương đều cần đi từ 2 căn 2 đến căn 35. Ở đây lúc này thì có được nguyên hàm cơ bản U mũ 2 sẽ là U mũ 3 thêm 3 hơn 1 phần 9, như vậy nó sẽ bằng 1 phần 27 U mũ 3 2 căn 2 căn 35. Ta thay vào sẽ được 1 phần 27 căn 35 mũ 3 là bằng 35 căn 35. Căn 8, 2 căn 2 là căn 8, căn 8 mũ 3 là bằng 8 căn 8, 8 căn 8 là sẽ thành 16 căn 2. Đây. Vậy khi ta đã tính được A, có được A rồi thì ta sẽ suy ra được Y, ta thay vào để suy ra được Y. Ta thay vào là sao này? Thay vào là sao là ta sẽ suy ra được Y. Y bằng 7 trừ A, kém nhìn để Y với cái dạng thì hơi có. Để ta biến theo thứ tự, như vậy ta sẽ biến căn 2 trước và căn 35 sau. Như vậy trừ trừ cho là 16 phần 27 trừ thành cộng căn 2 trừ 25 phần 27 phần căn 35. Từ đó ta sẽ có được kết quả tương ứng. Như vậy ta sẽ được A bằng 7. Để tìm ra số thì A là số gì? Hạng 7 là số gì? Bằng B bằng 16 phần 27 và C bằng trừ 25 phần 27. Đến lúc này thì các em sẽ trả lời được kết quả A cộng B cộng C. Các em cùng trả lời kết quả này. Và tiếp theo đây thầy tiếp tục với một cái dạng vậy tiếp tục thầy tiếp tục với bài tập số 3. Tôi áp dụng cái dạng 3 đó là phương pháp biểu hiện số một cách đa dạng hơn để các em nhìn được rõ hơn về vấn đề về phương pháp biểu hiện số. Bài số 3 đề có bao nhiêu số A thuộc khoảng cộng 20 pi, cộng 20 pi sao cho y bằng tất phân đi từ 0 cho tới A sin 7 x nhân với sin 2 x dx bằng A phần 7. Dạ. Ở đây các em xem lại chỗ này với thầy, ở đây thầy có nhầm một tí, ở đây là 35 căn 35, chỗ này là 35 chứ không phải 25, chỗ này là 35, xem lại chỗ này là 35. Như vậy ở đây ta sẽ được là C sẽ bằng từ 35 phần 27
Để em tiếp tục đặt lời ABC, tổng ABC. Với ba này, thực hiện kẻ em sẽ tình ý này như cần A là một hàm số đã biết. Và hàm số ở đây là hàm số lượng giá và sin 1/7 x nhân với sin 2. Thì sin 1/7 x sin 2 x này là một hàm số lượng giá và nó đang chứa hai loại góc, đó là góc x và góc 2x. Chắc chắn rằng khi làm việc với lượng giá thì ta sẽ đưa về một loại góc. Như vậy ta sẽ ở đây nhìn đến công thức nhân đôi thì ta sẽ có sin 2x là bằng 2 lần sin x cos x. 2 sin x cos x. Và thêm sin 1/7 nhân vào nữa ta sẽ có là 2 sin 1/8 x. Nhân với cos x. Như vậy ở đây, rõ ràng ở đây thì ta nhìn ngay để cách đặt u bằng. Nghĩ cách đây là cách đặt u bằng. U bằng là sin x. Bây giờ ta sẽ bằng dần của chúng ta. Ta có y bằng tất phân đi từ 0 đến a. Hai lần ta dùng công thức nhân đôi để làm cho cái hàm số của ta, biểu đổi hàm số của ta đơn giản hơn. Ta sẽ đặt u bằng sin x. Như vậy ta sẽ có được du bằng sin đa hàm là bằng cos x. Em thấy ở đây nó nằm ở đây, nó tròn vẹn là du. Khi đặt thay u được bằng sin thì phần còn lại là tròn vẹn là du. Đôi cần cần cũ là x đi từ 0 tới a. Thì cần mới là u là sin 0, sin 0 là 0, sin a là phần giữ nguyên là sin a. Vì ta đặt tìm ăn như vậy ta thay theo điểm mới thì ta sẽ có được kết quả y bằng tất phân đi từ 0 đến a, thì đã sẽ bằng tất phân đi từ 0 cho đến sin a. Sin 1/8 rồi đây là số 2, nó thay vào vị trí này, nó thay vị trí đặt biến đổi. Như vậy đây là u 1/8 cos x được thay vào du. Như vậy ở đây đã có trong nguyên hàm và nguyên hàm cơ bản. Như vậy nó sẽ được kết quả nguyên hàm của u alpha đến u. Như vậy nó sẽ được bằng thằng u nguyên chiếc 9. Như vậy nó sẽ ra 2/9. Đây. Và thay vào, thay cần vào như vậy ta kết quả là ta sẽ có được kết quả là bằng 2/9. Thay sin a vào cho u như vậy ta sẽ được là sin 1/9. 1/9 của a. Thay không vào thì ta sẽ được là sin 0, sin 0 bằng 0. Và theo giả thiết cái d còn d thì cái em thay lại cho cái nó giả thì cái d là bằng 2/9. D này có bị nhầm 2/9. Như vậy theo giả thiết ở đây là bằng giả thiết mục đích đất ta tìm là tìm a. Như vậy a là một ẩn số và ta tìm phương trình dựa vào giả thiết nó sẽ bằng 2/9. Từ đó ta sẽ có được ta sẽ được là sin a mà 2/9 sin 1/9 của a bằng 2/9. Ở đây là a là ở đây là 1 lẻ, như vậy ta sẽ được sin a sẽ bằng 1. Sin a bằng 1. Và nếu giải phương trình lượng giải này thì ta sẽ được kết quả là a sẽ bằng pi 2 cộng cả pi. Pi 2 cộng cả pi. Thực sin để pi 2 cộng cả pi. Như vậy ở vị trí của định nghiệm đó là ở vị trí này, vị trí của a ở đây. Như vậy ở trên khoảng từ một vòng tròn lượng giá thì ta được một đi qua đây là một vị trí. Như vậy ta có là trên khoảng 0.20 pi là 10 vòng. Như vậy ở trên này thì ta sẽ có 10 giá trị a, 10 giá trị a.
Như vậy từ đó asset suy ra là có được 10 giải A. A bằng 10 giải A, đó là những giá trị có 10 giải A, có 10 giá trị A thuộc khoảng không đi không hai một khi thỏa mãn yêu cầu về toán. Như vậy hồi đó là vậy, nếu mà kẻ em cũng thấy được không điều gì được đưa cho lời giảng này thì kẻ em cứ dùng định dạng để cứu lên tới một cái hệ tồn tại, đó là A sẽ bằng pi chia hai cộng với là k hai pi, với hai k này á, k hai pi này nó lớn hơn không, nó lớn bằng không và nó nhỏ bằng 20 pi, 20 pi thì thuộc khoảng, không có gì bằng đây 20 pi. Thì các em sẽ tìm được tức là cá thì từ 0-9 là có 10 giá trị cá, là từ 0-9 và có 10 giá trị cá đó thì ta sẽ có được tức là 10 giá trị A. Như vậy đến lúc này thầy đã trình bày cho các em được 3 cái bài toán. Ví dụ để làm nếu rõ thì phương pháp đổi biến số trong một chuyên đề tích phân. Với những bài toán này thế đó đều là những bài toán ra dễ dàng trong các đề thi phổ thông trung học phương Tây, và những cái câu này ở phổ dàng ở mức độ vận dụng thấu hiểu và vận dụng thấp, nhưng những bài này đều là những bài chỉ mới tính. Xin chào các em và ta sẽ tiếp tục trong các buổi sau.